Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có về được vài cái áo ghi lê của quân đội. Hàng này thì hàng của châu Âu rồi. Đó, mình có gấp gọn lại một cái đầy đủ phụ kiện thì nó sẽ hoành tráng như vậy. Nó gấp gọn trong cái ruột ngựa như thế này. Đó, khi nó bung ra thì nó thấy như thế này. Thì tiền thân của cái mèo cam cam này là cái áo phao. Cái áo phao thì nó có vòi thổi hơi phụ kiện này, còn đây là cái còi cứu hộ đó, đây là còi cứu hộ. Áo phao này thì bây giờ thì bơm hơi cũng lên, nó không lên được nữa, tại vì cái nút van chạy nó này, van chạy của nó thì nó đã tháo ra rồi. Cái này thì nó giật cực khí lên, nó bơm rồi nó xài nó tháo ra rồi. Anh em có phụ kiện thì kiến vô. Ngoài ra thì anh em sử dụng nó vào để đi ban đêm rất là tốt. Đó, anh em bung ra thì nó như thế này, cái phản quang thôi, nó phản quang đầy đủ phụ kiện cho anh em xài chạy xe ban đêm rất ok, đi rừng đi núi ban đêm cũng được. Thì nó gấp gọn lại trong cái ruột ngựa thế sẽ gọn như thế này, rất là đẹp. Đó, nó gấp gọn lại như thế này. Mà anh em nếu không muốn xài cái ruột ngựa này thì anh em có thể tháo nó ra. Tháo nó ra được hết, cái này là tháo rời được nha. Đó, cái phụ kiện anh em không thích xài thì tháo ra. Nhưng mà mình vẫn đỡ đầy đủ phụ kiện cho anh em sưu tầm là chính, anh em sưu tầm là chính. Đó, cái đây là van thổi hơi, còn đây là cái còi cứu hộ của nó theo phụ kiện như thế này. Đó, như anh em muốn xài phao thì anh em kiếm cách nào bít cái lỗ đây lại thì anh em thổi hơi nó sẽ lên thành một cái phao cho anh em xài. Cái này là cái chặn hơi này, cái nấm chặn đây nó không có cái nào có đó. Cái này là hàng châu Âu hay Mỹ vậy đây. Cái khóa của nó là khóa IKK, cái khóa đồng IKK như của Mỹ ấy. Cái thương hiệu IKK đây chuyên làm khóa cho quân đội Mỹ này. Nút của nó nút đồng hết, những cái nút của nó nút đồng, nó nhiều chức năng lắm. Túi, nhiều túi, túi đựng kẹo này, túi đựng đồ đạc. À, cái này là đèn pin, bên này là đựng dao găm, túi dao găm, túi bệnh đựng bình khi đông. Ngoài ra nó có tên size. Cái này thì nó size số 2 là mình đã mặc thử rồi. Mình là nặng 100 kg, mình bận vào vừa khít luôn. Đó, anh em nào 90 kg đổ xuống thì bận vô tư. Như cái này anh em khoảng 70 kg bận nó đẹp lắm. Mình cũng có người mẫu thử rồi, 70 kg bận vô cùng đẹp. Ở mình 100 kg thì bận là nó vừa khít, nhưng anh em 90 kg rồi xài cũng vô tư. Size số 2 thuộc dạng như size đại, size lớn của nó rồi. Chất liệu vải thì còn rất là mới, màu còn zin nguyên hết, không có một lũng rách gì hết. Có ít khó đồng thì nó oxy hóa thì mình nên leo dầu rêu sáp thì nó cũng hết thôi. Đó, khó đồng rất là mượt. Túi được nhiều, ở trong nó còn có túi dự phòng ở phía trong nữa này, rất là bự. Túi này bự đựng hàng quân nhu đồ, ngon lành chành đào. Mình có một tay thao tác hơi khó, túi dài kéo rút đầy đủ, phụ kiện thì đầy đủ hết. Mình ship code toàn quốc, giá cả thì anh em inbox nè, giá cũng rẻ nên anh em cứ inbox cho mình sẽ thương lượng giá sau. Giá cũng một triệu mấy à, rẻ inbox lắm. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin thân ái chào tạm biệt tất cả.